Sáng sớm thấy con boss đi cà nhắc về nhà, tưởng là báo thủ, ai ngờ lập được đại công. Mới sớm tinh sương, chàng trai đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy con chó đi khập khiễng ba chân về nhà, còn một chân co lên như vừa đi đánh nhau với mấy con chó hàng xóm. Nhưng mà giận thì giận, mà thương thì thương, chàng trai cũng lại kiểm tra xem cái chân què quặt của con báo bị đau thế nào. Tuy nhiên khi vừa lật bàn chân cậu vàng lên thì chàng trai tỉnh cả ngủ. Mọi sự buồn, mọi sự giận đều tan biến trong phút chốc khi nhìn thấy trong lòng bàn chân con boss là một chiếc nhẫn vàng, ước tính cũng tầm hơn chỉ. Có lẽ do giẫm phải kho báu ngoài đường nên cậu nhỏ bị đau chân, phải cắn răng đi cà nhắc về nhà. Do lập được đại công, cộng đồng mạng đã đề nghị chàng trai mua liền mấy ký xương heo, xúc xích, lạp xưởng thưởng nóng cho cậu vàng. Một số người lại khuyên là quy ra tiền mặt và mua dần dần để tránh thịt để lâu không tốt cho sức khỏe, với điều kiện là con sen không được ăn chặn tiền đồ ăn vì con boss không có biết nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.